Chín nốt ruồi cực xấu trên mặt đàn ông, xóa ngay, kẻo làm mãi không giàu, tiền bạc đội nón ra đi, nợ nần chồng chất, tán gia bại sản. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo nhân tướng học, xem vị trí nốt ruồi cũng có thể đoán định được một phần tính cách hay hậu vận của một người. Nốt ruồi trên cơ thể được ví như cây cỏ, gò đất trên núi đồi màu mỡ. Vạn vật tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó. Nốt ruồi trên cơ thể người cũng vậy. Có những nốt ruồi giúp chủ nhân gặp được may mắn, nhưng cũng có những nốt ruồi lại mang lại điềm báo không tốt. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những nốt ruồi cực xấu trên mặt đàn ông nên xóa. Nếu sở hữu những nốt ruồi này, bạn nên xóa bỏ ngay, kẻo làm mãi không giàu, tiền bạc đội nón ra đi, nghèo mà kiếp. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Nốt ruồi xuất hiện ở giữa con người của đàn ông. Trong số những nốt ruồi mang lại vận mệnh không tốt thì có nốt ruồi xấu xuất hiện ở vị trí giữa con người, đặc biệt là phần thẳng xuống bên trái của gò má. Những người này thường có cuộc sống khắc khổ, không những đường tình duyên, con cái gặp nhiều gian truân mà lúc nào trong người cũng cảm thấy buồn tủi. Nốt ruồi xuất hiện bên trong hàng lông mày của người đàn ông. Nốt ruồi ở trong phần lông mày của người đàn ông mà lông mày của người đó rất lơ thơ, đứt đoạn, là người khó gần. Không những thế, người này không biết cách đối nhân, xử thế. Đặc biệt, họ còn có tính sĩ diện rất cao, luôn coi mình là trung tâm mà không để ý đến người khác nghĩ gì. Trong khi đó, tài năng thực sự quá bình thường. Không giỏi thực sự nên không được đồng nghiệp tin tưởng, không được sếp giao cho công việc quan trọng. Những người này cũng khó có được đời sống hôn nhân bền chặt, viên mãn. Nếu có cuộc sống hôn nhân bền chặt thì cả hai cũng khó có được hạnh phúc. Nốt ruồi xuất hiện ở đuôi mắt dưới bên phải của đàn ông. Những người đàn ông có nốt ruồi ở đuôi mắt bên phải thường có tính xâm đãng nên có dục vọng cao. Vì thế, họ không bao giờ chung thủy với vợ hay bạn tình của mình mà luôn tìm nhiều đối tượng thay thế. Họ cũng là người hay phản bội nên phụ nữ đa phần không tin tưởng. Đặc biệt, sức khỏe của những người này thường xuyên đau yếu, bệnh tật. Nốt ruồi xuất hiện ở đầu khóe mắt. Nếu ai sở hữu nốt ruồi ở đầu khóe mắt thì nên xóa bỏ nếu không muốn trở thành phá gia, chi tử. Họ kiếm được bao nhiêu tiền đều bỏ ra chi tiêu hoang phí. Thậm chí, họ còn là người ham rượu chè, cờ bạc nên nợ nần nhiều mà không có cách nào từ bỏ. Nốt ruồi ở giữa sống mũi của đàn ông. Có thể nói, đây là một trong những nốt ruồi xuất hiện ở vị trí xấu nhất về công danh, sự nghiệp cũng như đường tình duyên của người đàn ông. Họ thường là những người cộc cằn, bảo thủ, thường yêu cầu người khác, đặc biệt là vợ mình phải theo đúng ý, nếu không sẽ gây sát thương cho đối phương. Với nhược điểm lớn như vậy nên cuộc đời của họ không bao giờ bằng phẳng. Đời sống vợ chồng luôn xảy ra hiềm khích và công việc cũng không được thuận buồm, xuôi gió. Nên người phụ nữ nào ở bên cạnh người này sẽ khổ cả đời. Vì thế, người phụ nữ không bao giờ được sống cuộc sống hạnh phúc, no ấm, lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi. Nốt ruồi xuất hiện ở vị trí ngang mắt. Những người đàn ông có nốt ruồi xuất hiện ở vị trí ngang mắt thường sống rất ích kỷ, lòng tham che mờ hết mọi thứ và không bao giờ cho đi. Bản tính xấu của họ làm cho người khác luôn có cái nhìn coi thường. Không những vậy, họ còn là người hứa suông, nói nhưng không thực hiện, lười biếng, chỉ biết ăn chơi mà không chịu làm. Họ luôn làm cho những người xung quanh khó chịu, ghét bỏ. Do đó, công việc của họ không mấy thuận lợi. Nay chỗ này, mai chỗ khác nên tiền tài thường khó khăn. Về già, cuộc sống càng cơ cực hơn, nốt ruồi xuất hiện ở mép. Xem bói nốt ruồi, đàn ông có nốt ruồi ở vị trí ngang mép, phần lớn là người tham lam, ích kỷ, chỉ biết nhận lại mà không bao giờ biết cho đi. Vì thế, tuyết người này ít khi lấy được thiện cảm từ người khác. Thêm vào đó, chủ nhân của nét tướng này còn hay thất hứa, vô cùng lười biếng, ỷ lại. Họ không bao giờ thích động tay, động chân vào bất cứ việc gì mà luôn sai khiến những người xung quanh.
khiến mọi người khó chịu. Tài xung treo, khéo trống, mồm miệng đỡ chân tay chỉ có thể làm vui lòng người đối diện ở lần đầu tiếp xúc. Ở càng lâu, càng không có ai có thể chịu đựng nổi kiểu người này. Nốt ruồi xuất hiện dưới cung lông mày, phía bên mắt phải. Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở vị trí này là người nói năng vô duyên, không được lòng người khác nên khó tiến thân trong sự nghiệp. Vì thế, những người đàn ông này không nên đầu tư vào bất cứ việc gì vì sẽ không được thuận lợi, thậm chí mất hết tài sản. Nốt ruồi xuất hiện ở dưới bọng mắt của đàn ông. Theo nhân tướng học, những người đàn ông có nốt ruồi ở bọng mắt thường là người khó tính, luôn khắc khẩu với vợ con. Họ là người đa đoan, hay nghi ngờ và không tin tưởng người khác nên lúc nào cũng lo lắng, buồn phiền. Họ cũng không bao giờ giúp đỡ người khác nên khi gặp khó khăn, không có ai giúp đỡ. Vì thế mà cuộc đời của họ có nhiều gian truân và vất vả. Quý vị thân mến, trong phần đầu tiên của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát đã giới thiệu đến quý vị những vị trí nốt ruồi cực xấu của người đàn ông. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ tiếp những nốt ruồi quý hơn vào người trên mặt đàn ông. Tuyệt đối không nên xóa, nếu không may mắn sẽ tan biến. Vậy vị trí đó là vị trí của những nốt ruồi nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên, nốt ruồi ở hai bên má. Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở hai bên má thường là những người cần cù, chăm chỉ và có ý chí vươn lên. Trong công việc, họ là người tận tâm, có trách nhiệm. Đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường là người tự lập. Họ tự phấn đấu, vươn lên bằng năng lực của bản thân chứ không thích nhờ cậy người khác. Thành công với họ thường đến chậm nhưng bền. Sau thời gian dài cố gắng phấn đấu, họ cũng vươn tới đỉnh cao danh vọng ở tuổi trung niên. Đàn ông có nốt ruồi bên má trái là người tài năng, giỏi giang. Đàn ông có nốt ruồi bên má phải là người khôn khéo, may mắn. Tuy nhiên, đàn ông sở hữu nốt ruồi này cũng là người khá bảo thủ, thích làm mọi việc theo ý mình, không thích lắng nghe những lời khuyên răn, góp ý từ người khác. Nốt ruồi trên trán. Những người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở giữa trán có đường công danh, sự nghiệp rất sáng lạn. Họ có nhiều tài lộc, công việc lúc nào cũng thăng tiến, gặt hái được nhiều thành công. Nếu cố gắng phấn đấu hơn nữa sẽ đạt được địa vị cao trong xã hội, được mọi người kính nể. Những người này tuy tuổi thơ phải chịu nhiều vất vả, khổ cực nhưng càng trưởng thành, cuộc sống càng sung sướng, ổn định. May mắn họ được trời phú cho sức khỏe, cả đời không lo lắng, ốm đau, bệnh tật. Nốt ruồi trên đôi mắt trái. Là người thông minh, tài giỏi, có khả năng sáng tạo độc đáo. Trong công việc, người có nốt ruồi trên đôi mắt trái luôn tiên phong hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Họ dành nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp của mình. Vì vậy, những người này sớm muộn cũng sẽ đạt được nhiều thành công. Tuy có thu nhập cao, nhưng họ không vì thế mà chi tiêu hoang phí, vung tay quá chán. Những người đàn ông này thường áp dụng kế hoạch tiết kiệm tài sản cho tương lai. Họ mong muốn sau này vợ con được sống trong sung sướng, đầy đủ, không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Môi trên có nốt ruồi. Nốt ruồi ở môi trên được coi là nốt ruồi may mắn. Đàn ông sở hữu nốt ruồi này là kiểu người đa sầu, đa cảm, luôn suy nghĩ cho người khác. Họ có rất nhiều bạn bè, thuộc phái thực dụng, thích ăn món ngon và có lộc ăn, cả đời không phải lo vấn đề về cơm áo, gạo tiền. Hơn nữa, mẫu đàn ông này đều rất lạc quan, họ thích chủ động theo đuổi đối tượng trong lòng và có dũng cảm thổ lộ tình cảm. Sống bên những người như họ, cả đời bạn sẽ không bao giờ lo sợ nhàm chán. Nốt ruồi ở vai. Người đàn ông có nốt ruồi ở trên vai làm việc gì cũng rất chắc chắn, suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Trong cuộc đời, họ được hưởng nhiều tài lộc và may mắn trên con đường phát triển công danh, sự nghiệp. Sớm muộn những người này cũng gặt hái được nhiều thành công, được hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý. Tuy vậy, họ lúc nào cũng khiêm tốn và cư xử có chừng mực, không bao giờ kiêu ngạo hay tỏ ra khinh thường người khác. Đó là lý do tại sao người đàn ông có nốt ruồi ở vai được mọi người yêu quý rất nhiều. Nốt ruồi ở cằm. Xem tướng nốt ruồi, trường hợp nam giới có nốt ruồi ở cằm bẩm sinh từ lúc mới chào đời, được coi là người sở hữu quý tướng. Họ không mấy khi phải lo lắng về công việc, danh vị hoặc những vấn đề đơn giản như cơm áo, gạo tiền. Đây là một trong những nốt ruồi trên mặt đàn ông vượng tài lộc, không nên tẩy xóa. Đa phần, họ đều sinh trưởng trong những gia đình có điều kiện kinh tế tốt, được bố mẹ giáo dục đầy đủ và kỹ lưỡng. Nếu có tâm tính thiện lương, làm việc chu toàn, cẩn thận,
từ sự cầu thị trong nhiều mặt của cuộc sống thì gia đình có thể hoàn toàn yên tâm giao tài sản gồm địa ốc và tiền tài cho họ nối nghiệp. Thường tuyết người này phù hợp làm kinh doanh tự do hoặc trong ngành bất động sản. Càng sớm bước vào đời, nguồn thu nhập và tài chính của họ càng vượng vận, sáng lạng lâu bền. Nốt ruồi ở tai phải. Nốt ruồi ở tai bên phải trong xem tướng nốt ruồi trên mặt đàn ông được liệt vào danh sách nốt ruồi cát tường đem lại điềm lành về kinh tế, tài chính cho chủ nhân. Đàn ông ai sở hữu nốt ruồi này đa phần đều có sự nghiệp và danh vị song toàn ở tuổi ngoài 45. Họ hợp tham dự các dự án start-up khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nếu khéo léo chọn lựa bạn hàng, đối tác hợp tuổi, qua trung niên họ làm đâu thằng đó, tiền tài vượng vận dồi dào, của cải và điền sản gây dựng được sẽ khiến nhiều người ghen tị. Nốt ruồi ở đầu mũi. Xem bói nốt ruồi trên mặt đàn ông, nốt ruồi ở đầu mũi sẽ chỉ là nốt ruồi may mắn cát tường nếu chủ nhân sở hữu phần mũi thẳng, gọn, cánh mũi không quá to và thô, phần da vùng mũi nhẵn nhụi, hồng hào, không có sẹo. Trong xem tướng nốt ruồi trên mặt đàn ông, đây là nốt ruồi tiền tài ngoại lộc giúp chủ nhân vượng vận kinh doanh, càng về hậu vận càng phát đạt và sẽ có cơ hội kiếm tiền như ý. Nam được dự đoán sẽ vượng vận khi ngoài 45 tuổi. Nữ giới nếu lập gia đình sớm và tìm được người bạn đời hợp mệnh thì sẽ dễ phát tài khi ngoài 40. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình.